Cướp ngân hàng ở Đà Nẵng, nghi phạm lấy 500 triệu đồng. Công an thành phố Đà Nẵng vẫn đang tích cực truy bắt người dùng vật nghi giống súng xông vào cướp ngân hàng Vietinbank ở số 1 đến 3 đường Đống Đa, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Chiều ngày 20 tháng 4, công an thành phố Đà Nẵng vẫn đang tích cực truy bắt người dùng vật nghi giống súng xông vào cướp ngân hàng có chi nhánh tại số 1 đến 3 đường Đống Đa, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Theo nguồn tin của Tri Thức Trực Tuyến, số tiền bị tên cướp lấy đi tại chi nhánh ngân hàng là khoảng 500 triệu đồng. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 11 giờ 15 ngày 20 tháng 4, một thanh niên mặc áo chống nắng tối màu, có mũ trùm đầu và quần jean màu xanh, mang khẩu trang, dựng xe trước chi nhánh ngân hàng Vietinbank, số 1 Đống Đa, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, rồi đi vào bên trong. Lúc này, chi nhánh có một bảo vệ và 5 nhân viên đang làm việc. Người đàn ông tiến đến quầy giao dịch, rút súng chỉ vào các nhân viên ngân hàng, đe dọa nhân viên bảo vệ, nhân viên ngân hàng và yêu cầu đưa tiền và bỏ vào túi do nghi phạm chuẩn bị sẵn. Bảo vệ ngân hàng ấn công tắc hạ cửa cuốn ra vào với ý định không cho nghi phạm thoát ra ngoài và thực hiện báo động. Thấy vậy, người đàn ông cầm lấy túi đựng tiền, chạy đến ngắt cầu giao điện để cửa cuốn dừng lại, đồng thời hạ người xuống khoảng trống dưới cửa cuốn, chạy ra ngoài và lên xe máy tẩu thoát. Ngay sau khi nhận tin báo, công an thành phố Đà Nẵng đã có mặt tại hiện trường, thu thập thông tin, hình ảnh có liên quan đến vụ cướp và tiến hành lấy lời khai những người liên quan. Hiện lực lượng chức năng đang vào cuộc điều tra, truy bắt nghi phạm. Được biết, trụ sở chi nhánh ngân hàng này đã được phong tỏa, tạm ngừng giao dịch để phục vụ công tác điều tra, theo Nhân dân. Cũng trong ngày hôm nay, 20 tháng 4, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã thu giữ 20 thùng các tông, bên trong chứa hàng nghìn gói thực phẩm, bao gồm chân gà, xúc xích gói sẵn do nước ngoài sản xuất, không rõ nguồn gốc xuất xứ, vừa bị đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Cầu Giấy phối hợp cùng với đội 6 Phòng Cảnh sát Giao thông và đội Quản lý Thị trường số 13 phát hiện và thu giữ. Sau khi tiến hành khám xét đột xuất một xe tải đang di chuyển trên đường Trần Duy Hưng, đoạn qua Trung tâm Thương mại Bixi, Thăng Long. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện 20 thùng các tông giấy, bên trong chứa khoảng 900 gói xúc xích và 5.400 cánh gà ăn liền. Toàn bộ các sản phẩm đều in bao bì, nhãn mác bằng tiếng nước ngoài. Tổng trị giá hàng hóa là 40 triệu đồng. Chủ số thực phẩm sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Người này không xuất trình được bất kỳ hóa đơn chứng từ nào liên quan đến nguồn gốc số thực phẩm nói trên. Đồng thời khai nhận số thực phẩm này được đối tượng thu mua trôi nổi trên thị trường, sau đó thuê xe tải vận chuyển từ Lào Cai về Hà Nội để bán lẻ cho các cửa hàng tạp hóa, kiosk bán đồ ăn vặt tại các khu vực có trường học, đông học sinh sinh viên. Hiện lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ số thực phẩm liên quan để tiến hành tiêu hủy, đồng thời ra quyết định xử phạt chủ hàng số tiền là 30 triệu đồng về hành vi vi phạm. Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An vừa cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 750.000 đồng đối với người đàn ông 67 tuổi vì vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung. Tuy nhiên, đến nay người này vẫn chưa thực hiện nộp phạt và nhận lại phương tiện. Theo đó, người đàn ông này 67 tuổi, trú ấp Thanh Hòa, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành đã điều khiển xe đạp tham gia giao thông, nhưng trong người có nồng độ cồn trên 0,4mg trên 1 lít khí thở. Với hành vi này, người đàn ông sẽ bị xử phạt 750.000 đồng. Khi nộp phạt xong, cơ quan chức năng mới giao trả phương tiện. Tuy nhiên, đến nay ông vẫn chưa đến nhận quyết định vi phạm để thực hiện việc nộp phạt theo quy định. Trước đó, chiều 12 tháng 4, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến giao thông khu vực thị trấn Tầm Vu, lực lượng cảnh sát giao thông huyện phát hiện người này đi xe đạp trên đường có dấu hiệu uống rượu bia nên đã ra tín hiệu dừng để kiểm tra. Theo gia đình người này, chiếc xe đạp mới mua với giá 1 triệu 400.000 đồng để đi lại, nhưng do uống rượu đi xe trên đường nên đã bị cảnh sát giao thông lập biên bản và xử phạt hơn nửa giá trị chiếc xe. Số liệu thống kê của Bộ Y tế, số ca nhiễm COVID-19 đang có xu hướng tăng. Cụ thể, ngày 19 tháng 4, cả nước ghi nhận hơn 2.000 ca mắc. Và Hà Nội vẫn là địa phương có số ca mắc cao. Để chủ động các biện pháp phòng dịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu người dân khi đến các nơi công cộng phải nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang để phòng chống dịch. Ghi nhận của nhóm phóng viên. Giữ thói quen đeo khẩu trang từ khi dịch COVID-19 bắt đầu xuất hiện. Lâu nay, khẩu trang đã trở thành vật bất ly thân của nhiều người. Không có dịch chị vẫn dùng khẩu trang, bởi vì thực ra như thế là nó cũng bảo vệ cho mình ấy, đấy lại cho mọi người nữa. Đại diện ban quản lý chợ đầu mối phía Nam Hà Nội cho biết, khu chợ này đón tiếp hơn 1.000 người. Trước tình hình dịch bệnh có xu hướng tăng, toàn bộ nhân viên ban quản lý chợ đều thực hiện đeo khẩu trang trong suốt ca trực, đồng thời nhắc nhở, khuyến khích người dân đeo khẩu trang khi ra vào chợ. Ban quản lý đã có nhắc nhở các đồng chí cán bộ nhân viên là làm việc trong các ca đều phải đeo khẩu trang để khi tiếp xúc với cả người dân đi chợ hàng ngày. Và bên cạnh đó thì là
các cán bộ nhân viên làm tại các ca trực đều phải tuyên truyền và nhắc nhở các hộ kinh doanh và người dân ra vào chợ đều phải đeo khẩu trang để đảm bảo các phòng bệnh tại nơi đông người. Trung bình mỗi ngày, bến xe Mỹ Đình đón khoảng 6.000 hành khách từ rất nhiều các tỉnh thành khác nhau. Nếu không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, thì đây sẽ là địa điểm có nguy cơ cao lây lan dịch bệnh. Trước tình hình này, Ban Quản lý Bến Xe đã thực hiện nhiều biện pháp tăng cường phòng dịch. Tuy nhiên, do tâm lý chủ quan của nhiều người, công tác này cũng gặp những khó khăn nhất định. Thực tế thì do dịch một thời gian dài được khống chế tốt, do đó là cái việc mà quay trở lại này là rất khó khăn cho đặc biệt nơi công cộng, vì bến cũng nhắc nhở và khuyến khích hành khách đeo khẩu trang. Như trước đây thì nó dịch đang phức tạp, diễn biến phức tạp thì người dân đã tự giác rất nhiều. Còn nơi đây sau một thời gian dịch bệnh đã được khống chế, do đó cái việc mà người dân thoải mái không phải đeo khẩu trang nữa, rồi bây giờ lại phải nhắc lại là cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Được biết, ngày 18 tháng 4, Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã gửi công văn hỏa tốc về việc tăng cường công tác phòng chống dịch. Bên cạnh yêu cầu người dân đeo khẩu trang tại các nơi công cộng, Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh việc tăng tỷ lệ bao phủ vaccine, không chủ quan lơ là trong mọi tình huống để không bùng phát dịch. Các chuyên gia y tế cảnh báo, COVID-19 luôn có những diễn biến khó lường, do đó người dân tuyệt đối không được chủ quan. Đeo khẩu trang ở những cái khu vực nguy cơ, ví dụ đông người, ví dụ như môi trường kín, đấy, ví dụ như thế, mà không những là phòng bệnh cho COVID-19 mà phòng bệnh cho các cái bệnh hô hấp khác như là cúm, vân vân. Rồi vấn đề thứ hai là rửa tay. Rửa tay khử khuẩn là rất tốt cho các cái bệnh gây đường hô hấp và đặc biệt là các bệnh tiêu hóa, mà nhất là khi 30 tháng 4 chúng ta đi ăn uống hội hè. Thế rồi vấn đề chúng ta cần tiêm vaccine theo cái hướng dẫn của Bộ Y tế. Không chỉ COVID-19, các bệnh truyền nhiễm khác như tay chân miệng, sốt xuất huyết, cúm cũng có nguy cơ gia tăng, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 sắp tới, với thời gian nghỉ dài, diễn ra nhiều hoạt động tập trung đông người. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần tuân thủ nguyên tắc 2K là khẩu trang và khử khuẩn, đồng thời tiêm vaccine đầy đủ để phòng nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát trở lại. Liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch AIC tiếp tục bị khởi tố trong vụ án thứ 3 với cáo trạng sai phạm trong mua sắm trang thiết bị tại Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng tội danh với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, C03 khởi tố tạm giam bị can Dương Hoa Sô, cựu giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Đăng Quân, giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Việt Thạch, cựu trưởng Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng thuộc Trung tâm. Nguyễn Trần Long, cựu chuyên viên Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng và Trần Đăng Tấn, cựu trưởng đại diện văn phòng AIC tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Minh, phó tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. Trần Vinh Vũ, cựu giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Quản lý Xây dựng Hồng Hà. Các bị can bị cáo buộc có sai phạm trong thực hiện dự án mua sắm trang thiết bị cho 12 phòng thí nghiệm của Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Thưa quý vị, trong hai vụ án trước, bà Nhàn bị khởi tố với sai phạm xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Sở Y tế Quảng Ninh. Vụ án thứ hai, bà Nhàn bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Hiện bà Nhàn đã bỏ trốn khỏi Việt Nam.